Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 19 tháng 9 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 7. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 7, 3. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5428, 6898, 9441. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1526. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58815, 51413, 47342, 22823, 08513, 75692, 02426. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52602, 34823. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47093. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40451. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 86157. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 86157. 7.